Người đàn ông này không phải là một bác sĩ thú y, cũng chẳng phải một chuyên gia chăn nuôi. Anh đơn giản chỉ là một người nông dân có kinh nghiệm hơn 20 năm về nuôi bồ câu. Chừng đó cũng đủ để những người nông dân tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và nhiều địa bàn trên cả nước tìm đến để xin tư vấn, hỗ trợ trong nhiều năm qua. Anh là Trần Minh Dũng. Gần 1.000 cặp chim bồ câu đã được anh Minh Dũng chọn ra để cung cấp cho hơn 90 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Và tất cả những cặp giống này đều miễn phí cho bà con. Xuất phát từ lúc bên trung tâm khuyến nông của tỉnh mà đi trao cho bà con nghèo á, mà mỗi hộ thì chỉ có 12 cặp thôi, mà hộ nghèo lại nhiều quá. Mình có ý tưởng là coi như là mình tự mình cho luôn, là coi như tự trại bồ câu Minh Dũng cho, là coi như hôm nay được 10 năm rồi, mình đều tặng miễn phí hết. Đối với những người nông dân, việc bỏ tiền ra để mua giống về nuôi không phải là chuyện đơn giản. Nhưng giờ đây, họ được tặng những cặp bồ câu như thế này để phát triển kinh tế gia đình thì thực sự là điều trân quý. Nói chung bữa nay anh Dũng anh cho anh em giúp vốn cho anh em là 10 cặp thì trong lòng thì cũng là phấn khởi mà vui đó. Thì cảm thấy anh em nào mà cảm thấy mà nuôi được á, thì đến với anh Dũng thì anh giúp đỡ mặt kỹ thuật. Nói chung là không biết cái gì là anh chỉ dẫn cho mình đầy đủ. Nói chung tôi rất là vui tại vì cũng có lên trại Minh Dũng á, cũng mua số lượng ít nhưng mà thấy nuôi có hiệu quả. Cho nên anh Dũng có cho biết ngày hôm nay anh Dũng cho một số bồ câu miễn phí cho hỗ trợ nuôi để phát triển thêm. Thì nói chung rất phấn khởi, vui vẻ, thoải mái. 10 năm qua, cứ vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, ngôi nhà của anh Dũng lại trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Bởi đây trở thành địa điểm để những người nông dân đến để tìm hướng phát triển kinh tế với bồ câu. Không chỉ Bình Dương mà nông dân ở các tỉnh thành khác cũng có mặt để nhận những cặp giống như thế này. Không chỉ được tặng mà mọi người còn được tư vấn thêm kỹ thuật nuôi. Nói chung là mình cũng phải cái nông dân này để mình mua con bồ câu giống về nuôi thì nói chung không ai mua được nhiều hết. Người chỉ vài cặp thôi, toàn bộ là nông dân, nói chung là nuôi ba cái này là toàn là nông dân. Dạng mà không có đủ cái điều kiện mà để mà làm những cái lớn được. Thì nói chung mình tới đây mua cũng 5-10 cặp thôi chứ không nữa. Nhưng mà hôm nay anh Dũng anh cũng trao thêm cho 10 cặp nữa thì mình thấy cảm xúc nó cũng là rất là mừng dữ lắm. Thứ nhất là mình cho bà con là coi như là chưa có kinh nghiệm nuôi là mình phải lựa những con tốt nhất, khỏe nhất, đạt nhất để những người đó người ta nuôi mới thành công. Ngừa hết thuốc hết xong hết rồi là về chỉ là nuôi đẻ và bán thôi. Mình bao đầu ra cho những người đó luôn, dù cho ở tỉnh nào ở trong Việt Nam này mình cũng vẫn thu lại cho bà con. Là hôm nay 10 năm rồi, cái mình đi tặng chim bồ câu này là 10 năm rồi, là thấy ai cũng thành công hết. Nói chung là từ không có tiền mà là muốn nuôi mà hôm nay là người ta khá giả lên chút đỉnh, nói chung là thoát nghèo. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh Dũng hiện đang nằm trong những hộ gia đình phát triển kinh tế tiêu biểu của tỉnh Bình Dương. Có thể nói rằng chịu thương, chịu khó là một trong những đức tính hàng đầu của những người nông dân sản xuất giỏi. Và anh Dũng với tinh thần dám nghĩ, dám làm đã tạo ra sự thành công. Không chỉ thành công cho riêng mình, anh Dũng còn góp phần vào việc chung tay hỗ trợ những nông dân có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế, cùng nhau làm giàu.